Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại sản xuất Hữu Hùng Phát hân hạnh kính chào quý khách. Bạn đang chuẩn bị xây nhà, bạn đang lập dự án, bạn đang xây dựng căn hộ, cao ốc, bạn đang thi công công trình hay siêu công trình, bạn là đại lý cửa cuốn, cửa nhôm, cửa kính, bạn là nhà thầu cửa hay bạn là chủ đầu tư, bạn đang cần sửa cửa, bạn phân vân không biết lựa chọn đơn vị cung cấp cửa và phụ kiện cửa nào uy tín chất lượng mà chi phí cạnh tranh nhất, hãy đến với Hữu Hùng Phát Đo, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện toàn diện điều đó. Tự hào là đơn vị uy tín đạt chuẩn chất lượng tại Hồ Chí Minh và Bình Dương, nổi tiếng với phương châm sáng tạo, đẳng cấp, an toàn, cạnh tranh. Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, sửa chữa cửa cuốn nhôm công nghệ Đức, cửa cuốn mắt võng, song ngang inox, gia công cửa kéo, nhôm xi pha, cầu thang, lan can, vách ngăn, cung cấp các loại linh kiện cửa cuốn chính hãng, bình lưu điện, motor cho các công trình cũng như khách hàng tại Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh thành miền Tây. Năm 2018 đánh dấu sự xuất hiện của Hữu Hùng Phát Đo trên thị trường Việt Nam. Hữu Hùng Phát Đo ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị trí dẫn đầu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cửa cuốn chất lượng cao. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tất cả vì lợi ích của khách hàng, tiên phong đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, đầu tư xưởng sản xuất rộng lớn, chủ động phục vụ mọi yêu cầu và nhiều đơn hàng của khách hàng từ công trình nhỏ đến công trình trọng điểm, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi. Hữu Hùng Phát Đo đã sớm khẳng định được thế mạnh và thương hiệu trên thị trường xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm với thiết kế thi công chuyên nghiệp, đạt chuẩn độ bền chất lượng, tính thẩm mỹ cao, cùng những tính năng vượt trội như có thể chịu được độ sốc nhiệt lớn, chịu va đập, lấy ánh sáng tự nhiên, chống chịu thời tiết mưa nắng khắc nghiệt. Hữu Hùng Phát Đo kiến tạo sản phẩm với nhiều kiểu dáng, kích thước phong phú, đa dạng, tạo không gian tiện nghi, thẩm mỹ. Tất cả đều hài hòa đẹp tinh tế dựa trên nền tảng phong thủy, phù hợp với từng gia chủ và nhiều công trình xây dựng. Đội ngũ kỹ sư giỏi, kỹ thuật lành nghề, lắp đặt sửa chữa tận tâm, nhiệt tình, cùng thái độ tốt. Lãnh đạo của Hữu Hùng Phát Đo là người cương trực, hào sảng, điều hành dựa trên 5 tiêu chí: đức, tâm, tầm, tín, lực. Luôn tôn trọng xây dựng các mối quan hệ tiên tiến trên tinh thần minh bạch, đôi bên cùng có lợi, và luôn trong trạng thái sẵn sàng, lấy tiêu chí vươn tới sự hoàn mỹ làm kim chỉ nam trong hoạt động. Hữu Hùng Phát Đo luôn mong muốn thực hiện sứ mệnh đem đến cho khách hàng giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình. Trên hành trình đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình nâng cao chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ, trình độ sản xuất, đồng bộ hóa trang thiết bị hiện đại, để tự tin là sự lựa chọn đáng tin cậy của quý khách hàng mọi nơi. Hãy đến với Hữu Hùng Phát Đo để nhận được một giải pháp nhân đôi giá trị. Bởi chúng tôi sinh ra là để kiến tạo nên một công trình đẹp, một căn hộ nhiều tiện nghi và ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại sản xuất Hữu Hùng Phát. Địa chỉ 135 Thành Thái, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0937 167 588. Website sửa cửa cuốn hungphat.com. Hữu Hùng Phát Đo, từ chất lượng tạo nên sự khác biệt. Chúc quý khách an lạc và thịnh vượng viên mãn.